Mà chuyện của tao liên quan gì tới chúng mày? Cút, cút càng xa càng tốt, cút. Anh sẽ cố gắng để cho em đi học. Chống mất đi mà nhìn. Mày kinh tao nghèo, mày bỏ đi. Tao nói cho mày biết nhá, ông đầy tiền uống rượu đấy. Mày ra đây cho tao nhìn mặt. Bố lại uống rượu đây à? Bố đi vào nhà đi. Bố đi vào nhà đi ạ. Bà làm gì? Mà chuyện của tao liên quan gì tới chúng mày? Cút, cút càng xa càng tốt, cút. Là bố. Tại sao lại không liên quan hả bố? Người bố chửi là mẹ con đấy. Mẹ. Mẹ mày. Tao cứ chửi thế mày làm gì tao? Mẹ mày chỉ là con gì? Con gì? Tại sao bố giúp mày chửi mẹ con như vậy? Tao bảo tao cứ chửi mày làm gì tao? Mày cũng đi đi. Tao không cần. Anh say xe em diễn được ông nhá. Romeo chào mới. Thôi tự tập đi. Anh đi vào nấu cơm nè. Bố sắp về rồi. Mày làm gì ở đây? Ai cho mày ở đây? Con đang học bài ạ. Học cái gì? Học cái gì? Học! 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 Học cái gì? Bố! Tại sao bố lại làm như vậy? Bố đã không cho con đi học thì chí bố phải cho em đi học chứ. Vì con Dư này nó giống mẹ mày quá nên tao ghét. Nó chỉ là giống cái đúng đàn bà vô tích sự dẹp mẹ ta Vi. Thank you.
sẽ cố gắng. Anh sẽ cố gắng để cho em đi học. Thôi đừng khóc nữa. Đi vào ăn cơm với anh nhé. Anh ơi, bố thế nào rồi ạ? Em về rồi nào? Vâng. Bác sĩ bảo bố cần phải phẫu thuật. Và thôi, em cất cặp sách đi, rồi vào lấy cháo ra cho bố ăn. Dạ vâng ạ. Bố ơi, bố dậy ăn chút cháo cho khỏe bố nhá. Em cho bố ăn đi. Bố ơi, bố ăn cháo đi ạ. Bố ăn một chút cho khỏe bố nhá. Bố ơi, bố cố ăn cháo bố nhá. Bố phải cố ăn vào thì mới khỏe được chứ. Nhưng bố đang mồm lắm. Bố nằm nghỉ đi. Như ơi, anh nghĩ là anh sẽ phải lên thành phố để làm việc thôi. Lên thành phố ấy ạ? Anh đã chắc chưa ạ? Anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh phải lên đấy để kiếm công việc thì mới có tiền để gửi về cho bố. Mà em thì cũng lớn rồi, em có thể chăm sóc được bố mà. Vâng, thế thì anh đi lên thành phố đi ạ. Còn việc nhà với cả việc chăm sóc bố em lo được ạ. Vậy thôi, đi vào ăn cơm đi. Lấy điện thoại đâu mà gọi cho anh vậy? Em mời anh Nam có bên đấy. Bố dạo này tiến triển tốt hơn rồi. Tiền anh gửi về mua thuốc cho bố có tác dụng rồi đấy ạ. Thế gọi cho anh có việc gì vậy? Mấy hôm nay bố cứ ú ớ ra hiệu bảo là em gọi cho anh về. Nhưng mà tiền tàu xe đi về đắt lắm, em hiểu không? Thôi để tháng sau anh về, bao giờ có tiền thì anh về vận sau vậy. Nhưng mà đi lại rất là khó khăn, tốn tiền ra. Anh đi về thì bây giờ hết tiền, tiền đâu ra mà gửi về cho bố chứ anh nữa. Thôi để tháng sau rồi anh về chơi cả thể nhá. Em trả điện thoại anh ý đi. Tài ơi, vào phục vừa đi em ơi. Vâng ạ. Đỡ mệt chưa? Con nấu cháo cho bố ăn bố nhá. Bố ơi, anh Tài về rồi bố này. Bố sao rồi hả em? Bố cũng đỡ rồi ạ. Mỗi tuổi là bố chưa ăn gì. Bây giờ anh ngồi đây để em đi nấu cháo cho bố. Bố. Bố ơi, con về rồi đây bố ạ. Con về bố à? Bố.
người thế nào ạ? Nằm đây. Dựng đi. Đây. Rồi ạ. Cô nằm đi. Bố ơi, bố ăn ít cháo cho đỡ mệt ạ. Bố ăn cháo nha bố nhá. Bố. Các con à. Bây giờ bố muốn nằm đây bố mới biết. Bố có lỗi mẹ các con nhiều quá. Bố sai với hai con nhiều quá. Tha cho bố nhé. Hai con tha cho bố nhé. Dạ không có gì đâu bố ạ. Chuyện qua rồi. Bỏ qua đi bố ạ. Dù có thế nào, bọn con vẫn yêu bố. Bọn con mãi yêu bố ạ. We'll be right back.